Xin được kính chào tất cả quý vị và anh chị ạ. Hôm nay thì bên em lại về thêm một chiếc xe nhỏ nhỏ xinh xinh, rất là hợp lý cho tất cả quý vị và anh chị nào đang muốn mua một chiếc xe đi phố hoặc là gia đình muốn tìm một chiếc xe nhỏ gọn thì có thể tham khảo chiếc xe này của em nhé. Chiếc này của em là Suzuki Swift, sản xuất năm 2019, màu trắng, chạy được 29.000 km, biển số Hà Nội. Chiếc này là xe nhập khẩu, bản Click, bản cao cấp nhất của Suzuki Swift. Chiếc Swift này thì có khá nhiều bản, có bản đủ, bản thiếu nhá mọi người nhá. Bản này của em là bản Full Option, cao cấp nhất. Mỗi bản này thì nó cũng lệch nhau khá là nhiều tiền, nên là trước khi anh chị xuống tiền mua xe thì anh chị nên tìm hiểu và tham khảo thật kỹ về chiếc xe của mình nhá mọi người nhá. Chiếc này màu trắng ạ. Sơn của nó thì cũng khoảng còn zin còn khoảng 90%, tức là sơn zin còn nhiều. Đấy, nói chung là mới và ổn. Đó. Rất là nhỏ gọn, gọn gàng, nhẹ nhàng. Mọi người có thể thấy nhìn rõ ràng nhất, em sẽ chỉ cho mọi người nhé. Bên ngoài cái bản Full Option cao cấp nhất, chúng ta có thể nhận diện nó qua cái bộ vành, bộ la răng đấy. Nó khác, và bộ đèn pha thì nó thay đổi so với những cái bản thường. Bản thường của nó thì không có đèn xenon này đâu, đèn nó là đèn halogen bình thường ạ. Đó. Màu trắng rất là hợp thời trang và trẻ trung, năng động, nhỏ gọn. Chiếc này là một trong số những chiếc xe mà đắt khách nhất, ăn khách nhất trong cái tầm tiền của nó và trong cái phân khúc của nó. Đặc biệt hơn thì nó nhìn nó rất là sang chảnh, điệu đà và rất là đẹp. Nói chung là đẹp kiểu yểu điệu thục nữ một chút. Rất là nhiều các chị thích cái dòng này. Thứ nhất là vì giá cả của nó đầu tư trên dưới 500 triệu. Mình có thể tìm được một chiếc xe nhỏ gọn, xinh xinh mà đi lại ổn định, lại là xe nhập khẩu. Đó. Rất là nhiều yếu tố cộng lại để chiếc xe này được rất là nhiều khách hàng thích. Ở trên đây nó sẽ mở cách mở đó, khác hoàn toàn so với những chiếc xe khác. Nội thất nỉ nguyên bản, nguyên zin ạ. Đó. Cánh cửa đây không hề bị xước sát một chút nào. Ở phần đuôi thì hatchback, để đồ cũng khá là rộng rãi, thoải mái. Cái này thì có thể ngăn cái phần cốp ra, làm hai vùng để đồ ạ. Lốp sô cua thì nguyên bản, nguyên zin, chưa hạ, chưa chạm đất. Đó. À đây, bây giờ vào ghế lái nhá. Sẽ quay ngắn gọn cho anh chị một chút để cho anh chị có thể nắm được thông tin về chiếc xe. Đó, không hề bị xước sát một chút nào. Ghế nỉ nguyên bản, nguyên zin. Đề nổ start top ạ. Nam ơi, anh mượn chìa khóa cái nào Nam ơi? Chìa khóa xe đâu? Xin lỗi mọi người vì lý do kỹ thuật một chút. Táp lô đây, rất là mới và đẹp. Không hề bị xước sát một chút nào. Vô lăng zin nguyên bản. Ở đây thì còn có thêm cả chìa khóa. Đó, nhỏ gọn. Rất là kiểu nó nhỏ nhỏ xinh xinh ấy. Rất là thích. Đề nổ start top. Đó, rất là nhìn nó không biết tả nào nhưng mà cảm giác nó nhỏ nhỏ xinh xinh. Em thì lại rất thích những cái món đồ mà nó nhỏ nhỏ xinh xinh. Cảm giác lái thì tốt, chạy ổn định, và nó đặc biệt là nó không hay bị hỏng hóc vặt ấy. Mình mua xe mà gặp những cái xe mà cứ phải hỏng hóc, cứ phải đi sửa chữa, nó rất là bực mình, rất là khó chịu. Đó. Nhưng chiếc này thì nó giải quyết được những cái yếu tố cơ bản. Đó. Nó dành là một chiếc xe hợp lý trong tầm tiền. Cần số đây. Và có màn hình. Camera lùi, hướng dẫn mọi người lùi dễ dàng, đơn giản. Đó. Ngoài ra thì chiếc màn hình DVD này có thể xem được đầu DVD, đĩa CD đấy. Để chúng ta có thể xem được hình ảnh. Cộng thêm là có thể kết nối Bluetooth để nghe nhạc online với điện thoại smartphone bây giờ thông minh. Có thể kết nối điện thoại rảnh tay. Đó, rất là nhiều yếu tố. Ở đây có gập gương này, bấm một nút cái là nó tự động gập gương lại cả hai bên luôn. Đó. Ở đây thì cái này thì được lắp thêm ạ. Cái này là cảm biến lùi. Đó, khi chúng ta lùi gần chạm một cái đích gì ở đằng sau ấy
thì nó sẽ kêu tít 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 tít, nó thông báo lên để cho mọi người cùng biết ạ. Trần xe thì màu kem và sạch sẽ. Đó, chiếc này thì cũng khá là mới, ổn định. Ok. Rồi, bây giờ thì em sẽ công bố giá để cho cả nhà mình cùng tham khảo về chiếc xe này nhá. Nhỏ gọn thôi. Suzuki Swift bản GLX, bản cao cấp nhất, sản xuất năm 2019. Màu trắng, biển số Hà Nội. Chạy được 29.000, gần 30.000, cứ cho là 2.9 đi. 2.9, 29.000 km. Xe này thì hiện tại bên em đang bán với giá là 535 triệu. Tất nhiên là giá thì có thể du di một chút lộc lá nếu như anh chị thật sự thiện chí với chiếc xe này. Chi tiết thì anh chị có thể inbox cho em qua Zalo, Facebook cá nhân của em với tên là Song Thảo. Em sẽ gửi hình ảnh thực tế của chiếc xe này để cho anh chị cùng tham khảo và ngắm nhìn nó. Bên em có thể hỗ trợ anh chị vay 70% cho xe này. Và tất nhiên là bảo test hãng, check hãng toàn quốc nếu như anh chị có nhu cầu, hoặc là có thợ thuyền người quen làm gara xưởng có thể có nghiệp vụ chuyện xem xe, có thể đến xem xe. Bên em bao check thoải mái ạ. Em là Song Thảo, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video này của em. Mọi người cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh YouTube này của em để xem được nhiều video của bên em hơn và cho em thêm động lực để em làm video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn ạ.